Hello, Hello, hello. Good evening. How are you today? I'm good. Okay. So, okay. Con hôm nay con có mất nhiều thời gian để vào được lớp không? Yeah, bình thường. Bình thường mất tầm 5 phút không? À, 2 3 phút gì đó. Dạ, rồi hôm nay Khờ đi học trễ nha, đi học trễ một xíu nha. Rồi, ok. Có ăn cơm hay sao mà hơi trễ một xíu vậy? Dạ không, tại con đang làm bài. Oh, con quên là bài xong con quên đúng không? Mình không có để ý thời gian. Rồi, hôm nay mình sẽ học một bài học về transport. Do you know transport? Con biết transport là gì không nào? Tiện. Phương tiện, chính xác. Rồi, bây giờ mình sẽ review một xíu về các transport nha. Rồi, mình sẽ label the thing. Cô sẽ chuyển chuột cho con. Rồi, bây giờ con có thể di chuyển con chuột rồi đó. Con sẽ label những cái bức tranh với những cái tên ở trên màn hình nha. Khi mà mình label xong thì mình đọc nó lên. Nếu như con đọc sai thì cô sẽ sửa cho con. Là đưa cái này vô hỏi không? Đúng rồi, ví dụ nha. Con kéo này, nó ví dụ plan, được chưa? Đó, như này. Đó, kiểu vậy. Ok. Rồi, bây giờ con có thể sử dụng con chuột. Có bị lắc không? Có. Chờ một xíu. Con click vào cái dấu chấm á. Đúng rồi. Rồi, chính xác. Thả vào chính giữa. Chính xác. Finish. If you finish, you can click submit answers. Very good. You got it. You got all of it. Okay. You a little bit. Rồi, con đừng dùng con chuột nữa nha. Con bị confused một xíu ở chữ lorry đúng không? Lorry là gì biết không? Ok, đọc lại cho cô nào. Lorry là xe tải. Hoặc là mình còn có một chữ khác là truck. Ok, nói cho cô. Lorry. Lorry. Truck. Truck. Đúng rồi, chính xác là xe tải. Được chưa? Rồi, xe này. Không biết đọc cái xe nào. Ok, ambulance. 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 Âm S ở cuối con. Ambulance. Ambulance. Very good. This one. Helicopter. Very good. This one. Blend. Plane. Or we can say airplane, right? Mình có thể nói là airplane cũng được. And this one. I don't know.
Jeep. Jeep đọc là Jeep ha. Đây là xe Jeep. Jeep. Xe để đi đường đồi núi á. Được chưa? Rồi, very good. Okay, thank you so much. That is the game for today. So now we are going to go into our lesson. It's about lesson 24. 24, leaving and arriving. So I have a question for you. How do you come to school? How do you come to school? I go to school by motorbike. Excellent. I go to school by motorbike. I go to school by motorbike too. Next one. If you want to travel to school or to another place that's far away, what can you get in or got on to take you there? I go travel by plane. Yeah, you will travel by plane because it doesn't take a lot of your time, right? I also like plane because it is the fastest vehicle, right? The fastest one, the fastest transport. And do you know, what do you think is the fastest way to travel? Which is the fastest way to travel? I think plane. Yeah, plane is the fastest transport, right? Which is the slowest? I think motorbike. Motorbike? I don't think so. I think going on foot is the slowest way to travel. Walking, right? Yes. What is the safest way to travel? Safest? I think no. No? No one is not safest? Okay. What is the most dangerous way to travel? Dangerous? Dangerous. I think motorbike and car. I think so, yes. Motorbike and cars. I have the same idea with you. Okay, do you know what kind of vehicle is this? Do you know it? No. Okay. Hot air balloon. Hot air balloon. Repeat after me. Hot air balloon. Hot air balloon. This one. No. Fire truck. It is a fire truck. Fire truck. And you know what's this? Rocket. Very good. Rocket. A rocket to travel to the space, right? Để di chuyển trong không gian. Okay, choose two words to complete a sentence. Now you have reading part. You will read and choose two words in each sentence. Yeah. Now we will do number one first. You will choose a word from a box and fill in the gaps. Okay, let's try.
Number one. You have to write on the gì đó, at the railway station if you want to, gì đó, một cái train. Yeah. Which word do you choose? Wait on. I think S I. Sorry? You catch a train at the airport? No. Airport, we will travel by plane. So we go to airport. Okay, I think you don't know this word. I will help you. It's a platform. If you want to catch a train, you go to the platform. Được chưa? Người ta, cái chỗ chờ của cái đường ray tàu á, con đi tàu bao giờ chưa? Chưa. À, thì, ok, cô mở hình cho con xem nha. Chờ chứ con mở hình cho xem cho nó dễ, cho dễ hình dung nha. I'm sorry. Platform, tiếng Anh, tiếng Việt dịch ra người ta gọi là cái nền tảng. Thì tuy nhiên người ta không... Rồi, bây giờ con nhìn nha, đây là người ta gọi là platform. Con đứng đây để con chờ tàu đúng không? Đúng không? Yeah. Cái nền đất này để chờ tàu thì cái này người ta gọi là platform, được chưa? Đó, đây là cái tàu thì mình đứng đây để mình chờ tàu. Chỗ mình đứng mình chờ tàu đây này, người ta gọi là platform, cái màu xám á. Đó, ok. I think you don't know. Cô không biết đúng không? Rồi, nhớ cho cô. Rồi, one more time, nhắc lại cho cô nào. Platform. Platform. Very good. One more time. Platform. Platform. Excellent. Okay. You have to wait on the platform at a railway station. You know railway station, right? It's the same with train, train station. You know it? Yeah, with chỗ chờ. À, platform là chỗ chờ, còn cái này là trạm tàu hỏa, ga tàu hỏa, được chưa? Nó là cái ga. Cái ga nó sẽ bao gồm cái chỗ chờ và cái đường ray xe lửa, ok? Rồi, đọc lại cho cô. Railway station. Railway station. Very good. Right. What do you feeling next? This one. If you want to. Cái chữ màu vàng này khó đọc quá ha. Cô không biết nó là chữ gì đúng không? Love. Chữ airport. Chữ gì đây? Catch. Chính xác. Catch. Được chưa? Catch a train. Mình có cụm catch a train. Rồi, đọc lại câu này cho cô nha. One more time now. You have to wait on the platform at the railway station if you want to catch a train. You have to wait on the platform at the railway station if you want to catch a train. Very good. Excellent. You remember the ending sound. Your pronunciation is very good now. Number two. Who travel into the space? In the rocket? Passenger. Okay. No, passenger. Passenger don't travel in the space. Who? Astronauts. Very good. One more time. Astronauts. Astronauts. Very good. To find out more about science and other... Con đọc được cái chữ màu vàng không thơ? Dạ được. Okay. Planets. Chính xác. Planets. Xem mà cái màn hình của cô nó tối đen luôn. Cô không đọc được luôn.
Number three, has to pay a taxi driver. Who have to pay money? Who have to pay money? Passenger. Very good. Đọc lại cho cô nào. Passenger. Passenger. Yes. Has to pay a taxi driver quite a lot of money to take them from one part of the to another. One part of the one part of path là gì vậy cô? Path là đường đi nha. Journey. Yeah, you choose journey the part of the city to another. Mình sẽ chọn một phần của thành phố đến một nơi khác của thành phố. Được chưa? Right, câu số 4 nào. Let's try number 4. When you go for a right. Very good. You go for a ride on a bicycle. Next one. You use your feet to ride. Which one? Turn round and round, round and round. To move. Wheels. Very good. Wheels. Đọc lại cho cô. Wheels. Wheels. Chính xác. Excellent. Remember the S sound. Five. In many. In many. Countries. Very good. In many countries, you need to buy a ticket. Yes, excellent. Before you can travel on a bus or a train. Number six. People need to get on a plane at an airport. Yes. To go on a long sky. No, long, not long sky. Mình không có cặp long sky ha. Go on a long. Long gì nào? Journey, đúng không? Đi lên một cái chuyến đi dài. Go on a long journey. Number seven, people who yeah. Adventures là khám phá nha. Who? Nào, mình cần một động từ ở đây. Love. Cảnh sát. Who love adventures might go for rides in hot air balloons high up in the sky. Cảnh sát. Right, very good. Đọc lại những từ này cho cô nha. Adventures. Adventure. Very good. Wheels. Wheels.
passenger. Passenger. Hello. Hello, sir. Where are you? Can you hear me? If you can hear me, you can say something. Okay, đọc lại cho cô nào. Passenger. Thế vậy con. Nghe được không? Nghe được cô nói không? Hello. Okay, you can hear anything. Alo, alo, alo. Okay, she out. Hello, hello teacher. Okay. You're back. Right. Rồi, bây giờ nhắc lại cho cô những từ này nha. Passenger. Passenger. Astronaut. Astronaut. Platform. Platform. Railway station. Railway station. Catch a train. Catch a train. Very good. Thank you so much. You did great job. Okay, now you will listen to the sentences about picture one. How is picture two different? Bây giờ mình sẽ nghe người ta nói về sự khác nhau của hai cái bức tranh này nha. Okay. Okay, let's listen. Okay, chờ cô xíu. Right. Let's try to listen to. 24B. Leaving and arriving. Listen to the sentences about picture one. In my picture, the man on the motorbike has got a blue bag. Con sẽ sửa lại một xíu. Mấy hôm nay ở nhà có nhiều bài tập không thơ? Dạ không? Oh my god, đọc. Rồi bây giờ mình nghe thử lại nha. Leaving and arriving. Listen to the sentences about picture one.
In my picture, the man on the motorbike has got a blue bag. In my picture, there are four taxis outside the airport. In my picture, the plane's on the ground. In my picture, the bus doors are open. In my picture, there's a helicopter in the air. Now listen and check your answers. In my picture, the man on the motorbike has got a blue bag. In my picture, the man on the motorbike has got a red bag. In my picture, there are four taxis outside the airport. In my picture, there are two taxis outside the airport. In my picture, the plane's on the ground. In my picture, the plane's in the air. In my picture, the bus doors are open. In my picture, the bus doors are closed. In my picture, there's a helicopter in the air. In my picture, there isn't a helicopter in the air. Ok. Rồi, đó là mình cách để mình nói về những sự khác nhau đúng không? Người ta đã kể một số cái điểm khác nhau rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ lát nữa mình sẽ không nói lại cái đó nữa. Con có nhớ không? Những cái điểm mà người ta đã nói rồi mình có nhớ không? Dạ có. Rồi, lát nữa mình không cần thiết phải kể lại nữa nha. Ok, this is the audio trip. Đây là cái phần script mà người ta đã nói. Được chưa? In my picture, the man on the motorbike has got a blue bag. Now your turn. You will try to read it out loud. Now, bây giờ con sẽ đọc những cái chữ này ra nha. In my picture, the man on the motorbike has got a blue bag. In my picture, the man on the motorbike has got a red bag. In my picture, there are four taxis outside the airport. In my picture, there are two taxis outside the airport. In my picture, the plane's on the ground. In my picture, the plane's in the air. In my picture, the bus doors are open. In my picture, the bus doors are closing. In my picture, there's helicopter in the air. In my picture, there is a helicopter in the air. Yes, được chưa? Mình có thể cách nói như nào? Đó, cô vẫn kể cho con là khi nó không có thì mình nói chỉ nốt vào đúng không? There isn't a helicopter in the air. Very good. Now your turn. Your turn. You will look at the picture and talk about seven more differences. Can you see? Yes. Okay. What's the weather? In the picture one, weather is cloud. Okay, cloudy. Cloudy. In the picture two, the weather is sunny. Yes. What about the words? In the picture one, the woman is wearing cô chỉ rồi. Ờ gì? A t-shirt, a shirt. What? T-shirt. Yeah, with? With color. Pink. What color? And yellow. White. With pink and white. What kind? Spot or stripe? Stripe. Very good. Okay, say again now. One more time. In the picture one, the woman is wearing a t-shirt. With? With
pink and white strip. Very good. Okay. In the picture two. In the picture two, the woman is wearing blue t-shirt. Yeah, blue t-shirt. Okay, thank you. Good job. What about the word airport? In the picture one, the word airport is red. In the picture two, the word airport is green. Yes, it's green. What else can you see? In the picture one, next to the woman is the man next to the woman. In the picture two, the girl is next to a woman. Ah, there is a man and there is a girl. Okay. Yes. What about the man who is standing next to the bus? In the picture one, the man is open door. It's the one, the man opens the bus door. Not like echo, the bus door. In the picture one, the man is open the bus door. In the picture two, the man is standing next to a bus. Okay, what else can you see? Okay, let's see. A man is getting on a bus. But in the picture two, the man waiting outside a bus. Okay, à cái bức tranh này ông đang đi lên cái xe bus, chứ không phải là con nó đang mở cửa. Okay, thì bức tranh này là đang getting on a bus. A man is pushing and the man riding a bicycle. This one. Một người là đang kéo, khó nhìn quá đúng không? Một người là đang kéo cái xe đạp và một người là đang đi cái xe đạp. Ba, a man and a woman. Two women are running to the bus. Được chưa? Bức tranh số 1 là a man and a woman are running to the bus. Nhưng bức tranh thứ 2 là two women are running to the bus. Number 4, the airport sign is red and green. 5, it's cloudy and sunny. 6, the man by the bus has got an umbrella. This one, I can't see. And the man by the bus hasn't got an umbrella. 7, the man by the bus has got blonde hair. Blonde hair, where? Oh my God, I can't see it. And black hair, okay? Now, you will try to read it out loud one more time to make it a full sentence. Okay? Your turn. In the picture one, the man is getting on the bus. In the picture two, the man waiting outside the bus. Okay, chờ con một xíu. The man is waiting outside a bus. Được chưa? Mình thiếu động từ to be. Được chưa? Nói lại cho cô. The man is waiting outside a bus. Yes, number two. In the winter one, a man is pushing a bicycle. Yes. In the winter two, a man is riding a bicycle. In the winter one, a man and a woman are running to the bus. In the picture two, two women are running to the bus.
In the picture one, the apple side is red. In the picture two, the apple side is green. In the picture one, it's cloudy. In the picture two, it's sunny. In the picture one, the man by the bird has got an umbrella. In the picture two, the man by the bus hasn't got an umbrella. In the picture one, the man by the bus has got blonde hair. In the picture two, the man by the bus has got black hair. Okay, are you thirsty now? Yes. Yes, today you have to speak a lot. So, what's the weather like in Vũng Tàu City today, huh? What's the weather? Normal. So, windy, hot, or cool? Rain. Windy, right? Okay, chữ gió, con phải đọc là wind nha, không phải là wind. Đọc lại cho cô, windy. Rain. Ah, rain. Okay, rain. So now you will draw lines between words that mean the same. Được chưa? Mình sẽ viết những cái, mình sẽ nối những từ có nghĩa cùng với nhau. Câu thứ nhất đã được nối cho nhau. Ví dụ như traveling to London takes 3 hours. Thì cái chữ traveling này, bình thường chữ travel nó có nghĩa là di chuyển đi lại đúng không? Nhưng traveling người ta cũng có thể hiểu là the journey, tức là một chuyến đi. Thì câu này mình nói là một chuyến đi đến London cần mất 3 giờ, được chưa? Thì câu tiếp theo, Mum drove me to the city center. Thì cái chữ này, drove me, thì nó dẫn, nó cùng nghĩa với chữ nào? Get me a lift, cart, walked across, went by helicopter, trip, cycled, or got to. Drove me. Mẹ của tôi đã lái tôi đến trung tâm thành phố. Hay là dẫn tôi đến trung tâm thành phố. Có nghĩa là tôi không biết cụm này đâu. Mình sẽ có là gave me a lift. Yeah. Gave me a lift. Thì có nghĩa là gì? Là dẫn, là chỉ ai đó, đúng không? Đó, nhớ cho cô đây là một cái cụm mà người nước ngoài hay rất hay là dùng nha. Gave me a lift, được chưa? My mother gave me a lift, tức là mẹ của tôi dẫn tôi, được chưa? Dẫn tôi. Number three, grandma took a wrong bus. Bây giờ bắt sai xe buýt, bắt thì mình một từ khác đồng nghĩa chỉ took là chỉ về nào? Chính xác, caught, excellent. Bắt đúng không? Mình dùng là take a bus or catch a bus. Quá khứ mình có là took a bus và caught a bus. Number four, I rode my bike to school last week. Tôi lái xe. Cycle. Yeah, cycle. Number five, we crossed the desert on foot. Walked across. Excellent. We arrived at the airport at 6:30. Helicopter. No, why? Why went by helicopter? We'll ride a helicopter at airport at 6:30. Chúng tôi đến cái sân bay lúc 6:30. Got to. Yeah, mình dùng chữ got to để mình nói. Ví dụ như cô nói là I got to Ho Chi Minh City at 6:00. Yeah, là tức là tôi đến đó. My parents flew to the holiday island. Flew, nó là một động từ mà con. Flew là quá khứ của từ gì? Fly. Được chưa? Thì bây giờ mình sẽ chọn cái gì? Chính xác, went by helicopter. Very good. Excellent. Wow, the listening part. Before listening, I would like you to tell me what places is it? Can you tell me what places is it?
airport. Next one. Museum. This one. Castle. A castle. And this one. Forest. Excellent. This one. Office. Police station. Police station là là đồn cảnh sát. Rồi, this one. School. A restaurant. A restaurant. Được chưa? Đó là một cái restaurant. Rồi, đây những cái phương tiện này nào. A. Helicopter. B. Boat. C. Taxi. D. Bus. E. Train. F. Bike. G. Car. And H. Truck. Truck or lorry. Okay. Let's listen. Bây giờ mình nghe nha. Con có giấy chưa? Chứ không đến lúc nghe lại không ghi kịp. Rồi, ok. Listen and write the letter. Oh, sorry. What happened? Nó hơi bị đơ. Con chờ cô xíu. Nó bị đơ. Can you hear? Leaving and arriving. No. How did Uncle Bill get to each place? Nghe không con? Yeah. Okay. Cô share lại ha. Rồi. You have to do lots of traveling in your job, don't you? Nó nhỏ lắm cô. Nó nhỏ à, cho cô chưa share rồi. Bây giờ con chắc chắn con sẽ nghe được. Arriving. Được chưa? How did Uncle Bill get to each place? You have to do lots of traveling in your job, don't you, Uncle Bill? Yes, I do, Jane. I have to visit several places each week, actually. I had to go to the airport yesterday. An important person was coming to see me. I drove there in my car to give him a lift back into town. But there was lots of traffic and I arrived 10 minutes late. He was quite angry. Oh dear. Can you see the letter G? Now you listen and write a letter in each box. You go to such interesting places. You're so lucky. I know. I had to go and look at a castle last week. I'm writing about it for a newspaper. I wanted to go by taxi, but it was quite expensive. So I caught a bus in the end. That was a bad idea. It took such a long time to get there. And where did you go yesterday? I wanted to find out some information at the museum in the city centre. I went by train because that's quickest. The journey isn't very long and it's fun to walk across the bridge by the station. I'll take you there one day. Thanks. And later I had to go to the police station. Why? Because I lost my money when I rode my bike to the shopping centre last weekend. I dropped it in the middle of the town, I think. It was too far to walk, so I went by taxi. The policeman there asked me several questions. Perhaps they'll find my money
I don't know. Where did you go on Tuesday? Into the forest. Someone saw a bear there, so I wanted to write a story about that for the newspaper too. It was very exciting because I flew there in a helicopter. You're very high in the air. I could see all the lorries on the road below me. Did you stay there all day? No. I came home and then went out to dinner. There's such a nice restaurant in Bridge Street. You can go there by boat because it's next to the river. It's such a lovely trip. I always enjoy it. Okay, you have a chance to listen again one more time. Okay, and check your answer. Con sẽ nghe một lần nữa và kiểm tra lại những cái đáp án của con nha. Person was coming to see me. I drove there in my car to give him a lift back into town. But there was lots of traffic and I arrived 10 minutes late. He was quite angry. Oh dear. Okay. Can you see the letter G? Now you listen and write a letter in each box. You go to such interesting places. You're so lucky. I know. I had to go and look at a castle last week. I'm writing about it for a newspaper. I wanted to go by taxi, but it was quite expensive. So I caught a bus in the end. That was a bad idea. It took such a long time to get there. And where did you go yesterday? I wanted to find out some information at the museum in the city centre. I went by train because that's quickest. The journey isn't very long and it's fun to walk across the bridge by the station. I'll take you there one day. Thanks. And later I had to go to the police station. Why? Because I lost my money when I rode my bike to the shopping centre last weekend. I dropped it in the middle of the town, I think. It was too far to walk, so I went by taxi. The policeman there asked me several questions. Perhaps they'll find my money. I don't know. Where did you go on Tuesday? Into the forest. Someone saw a bear there, so I wanted to write a story about that for the newspaper too. It was very exciting because I flew there in a helicopter. You're very high in the air. I could see all the lorries on the road below me. Did you stay there all day? No. I came home and then went out to dinner. There's such a nice restaurant in Bridge Street. You can go there by boat because it's next to the river. It's such a lovely trip. I always enjoy it. Okay, finish. Can you tell me the answer? Museum. Chính xác, E. Castle. Castle. D. D. Bus, đúng không? Forest. A. Excellent. Police station. C. Excellent. And a restaurant. B. Yeah, thank you so much. You did a great job, her. Okay, good job. Very good. Dễ đúng không? Dễ không? Dạ, bình thường. Rồi, bây giờ con sẽ có những câu hỏi này để về nhà. Ok, cô xem nào. Đây, this one. How do you travel into town? How long does it take you to get home from school? What's the most exciting way to travel? Would you like to explore?
explore space in a spaceship one day. What would you like to learn to drive? Được chưa? Đây là những câu hỏi về tập về nhà của con. Con trả lời. Con ở nhà con trả lời, luyện tập và hôm sau cô sẽ hỏi con vào đầu buổi học nha. Rồi, con cái phần bài tập về nhà cô có nhắn con rồi. Thì con làm nốt cái phần cuối cùng. Hình như cái bài đọc hơi khó một xíu đúng không? Cô vừa mới check lại, cô thấy bài đọc khá là khó. Rồi, nếu như làm được hay không thì ok, không sao nha. Tối thứ sáu con có thể lên sớm 15 phút thì cô sẽ sửa bài đó cho con nha. Lên sớm 15 phút để cô sửa bài đó chứ không là vì cái bài đó nó khó. Rồi, xong rồi mình mới học qua bài ở trên lesson của Flyer. Rồi, con học tin trường con học đấy nhá. Bài nào rồi nhỉ? Unit 3. Ok, Unit 3. Thì tối thứ sáu cô sẽ gửi cho con về từ vựng và ngữ pháp của Unit 3 nha. Rồi, thank you so much and bye bye. Remember, finish homework and try to answer all the questions. Okay? Thank you so much and bye bye. Bye.